cùng có giây phút chốn yêu say khướt, và anh đã biết biết em sẽ chẳng yêu anh đâu, anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em, trao em. Hàng ngày thì Nhật Trường nhận thấy rất nhiều cô chú anh chị có nhắn tin, có gọi điện và hỏi chung một câu hỏi đến Nhật Trường, đó chính là gì ạ? Hiện tại thì cô chú anh chị đang chỉ có mức đầu tư tài chính chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 15 triệu thôi. Vậy thì cô chú anh chị có thể sắm được một bộ dàn karaoke nào ở mức giá loanh quanh tầm đó hay không mà cho ra được một cái chất lượng âm thanh nó khá và nó ổn, đúng không ạ? Vậy thì đây là một câu hỏi mà cũng như là sự băn khoăn của rất nhiều cô chú anh chị. Chính vì vậy mà trong ngày hôm nay thì Nhật Trường sẽ minh chứng cho cô chú anh chị, đó chính là gì ạ? Với mức giá đó chúng ta vẫn có những bộ dàn karaoke rất tuyệt vời cô chú anh chị nhá. Vậy thì combo ngày hôm nay của chúng ta nó cũng có luôn ở trên cái cuốn catalog như này, nếu như cô chú anh chị đến trực tiếp tại showroom, đúng không ạ? Hoặc cô chú anh chị cũng có thể tham khảo ngay ở trên website của Bảo Trợ Alex, ở cái phần chương trình khuyến mại cô chú anh chị nhá. Chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái combo và em sẽ lên các video lần lượt, đúng không ạ? Và combo ngày hôm nay chúng ta sẽ nằm ở góc này, nó chính là dàn karaoke đền ông Nhật 01 đó, và chúng ta sẽ có mức giá là 16.500.000. Ngoài cái mức giá giảm như thế này thì bên em còn tặng cho cô chú anh chị luôn, đó chính là một bộ pin sạc trị giá 450.000 để cô chú anh chị có thể tận dụng và sạc được luôn cái pin của chúng ta khi mà hết đấy, chúng ta hát micro mà hết thì chúng ta sẽ sạc vào và chúng ta sẽ sử dụng tiếp, như vậy nó đỡ phải mất công mua cũng như là cái tuổi thọ pin nó cũng sẽ được lâu hơn, phải không ạ? Ngoài ra thì bên em cũng tặng luôn cho cô chú anh chị những cái dây loa như này nhé, dây loa chính hãng của BK, đúng không ạ? Để cho cái chất lượng âm thanh nó ổn định hơn và nó sẽ sạch sẽ cũng như là nó sẽ không bị tình trạng tạp âm, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại với combo ngày hôm nay thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy được đây là một bộ dàn karaoke khá là điển hình. Gần như là một bộ dàn karaoke tiêu chuẩn điển hình ở mức độ vừa gọn gàng, đơn giản mà chất âm lại khá là ổn cô chú anh chị nhé. Rồi chúng ta sẽ có cái cặp loa, cái người ca sĩ ở đây chính là một đôi loa đề nâm có mã là DBC10. Đó thì nếu như cô chú anh chị nào đã theo dõi các video của Bảo Trợ Alex thì em cũng đã nhận xét rất là kỹ về cái dòng loa này rồi, đúng không ạ? Chúng ta có những cái lợi thế, ví dụ như là góc phù âm nó rất lớn, 100 × 70 độ. Chính vì vậy mà cô chú anh chị sử dụng cho những không gian gia đình, nó sẽ cho phép cái chất lượng âm thanh nó phản xạ, nó phát ra được rộng hơn. Chính vì vậy mà chúng ta ngồi ở mọi cái vị trí không gian gia đình nghe vẫn rất là tuyệt vời, phải không ạ? Nó không bị hụt âm. Đó là cái lợi thế đầu tiên này. Cái lợi thế tiếp theo đó chính là cái dòng loa nằm này của đề nông, nó xuống được tới 40 Hz, đúng không ạ? Trong cái phân khúc loa nằm mà ở mức giá khá là yêu thương như thế này thì cô chú anh chị sẽ rất khó để tìm được những cái mẫu loa chính hãng nhé. Cô chú anh chị nhá, chính hãng chứ chúng ta không nói đến hàng cũ, hàng bãi, đúng không ạ? Hàng chính hãng mà ở phân khúc loa nằm lại có được một cái giải âm nó xuống sâu đến như vậy, đúng không ạ? 40 Hz. Chính vì vậy mà kết hợp với lại cái phần gân ở bên trong, nó là kiểu dạng gân mút, do đó là cái chất lượng âm thanh của âm bass nó xuống khá là dày dặn. Chúng ta chưa cần phải sử dụng đến súp, đúng không ạ? Cấu hình ngày hôm nay chưa cần sử dụng đến súp, nghe đã rất là tuyệt vời rồi. Lát nữa thì Nhật Trường sẽ minh chứng cho cô chú anh chị bằng cái điều đó khi mà chúng ta hát karaoke cũng như nghe nhạc, phải không ạ? Đó là cặp loa đề nông này, công suất của nó sẽ là 200, đó ạ, 200W và lên tới max sẽ là 400 bass 25. Chính vì vậy mà nó sử dụng được cho những không gian như Nhật Trường đã nói rồi, 15 cho tới 30 m² là cực kỳ hợp lý. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái nhân vật nữa, đó chính là cái dòng âm ly karaoke của thương hiệu BK, một thương hiệu Nhật Bản. Thì cô chú anh chị đã biết đến với cái dòng âm ly này khá là tuyệt vời bởi vì những cái tính năng, những cái công nghệ nó đi kèm. Ví dụ như cô chú anh chị khi mà hát karaoke mà cái tông nhạc, cái bài hát của cái bản nhạc đó nó đang bị thấp hơn hoặc đang bị cao hơn, đúng không ạ? So với lại cái tông giọng của chúng ta thì chúng ta có thể tăng giảm luôn cái tông nhạc ở đây bằng cái nút chức năng điều chỉnh ngay trên này, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái cấp độ để chúng ta điều chỉnh theo phù hợp với cái giọng hát chúng ta, thay vì chúng ta phải đi tìm kiếm một bản nhạc khác ở trên YouTube để cho nó phù hợp với tông giọng, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể điều chỉnh ngay tăng giảm ở đây. Rất là hay, phải không nào? Tiếp theo chúng ta còn có thể ghi âm lại được cái bản nhạc của chúng ta khi mà chúng ta hát nhờ cái phần nút rec này. Và ngoài ra thì cô chú anh chị cũng có thể phát nhạc được qua rất là nhiều các cái nguồn nhạc khác nhau, ví dụ như là thẻ nhớ này, hoặc là USB, Bluetooth hay là cổng VOD, AUX, đúng không ạ? Chúng ta có thể kết nối được với bất kỳ cái nguồn nhạc nào mà cô chú anh chị có, ví dụ như trên điện thoại này, là TV, laptop, vân vân, đều được cô chú anh chị nhé. Và ngoài ra thì nó có phần điều chỉnh cơ ở phía dưới này, thì chúng ta có thể dễ dàng để có thể điều chỉnh nó một cách rất là đơn giản, nó không quá khó khăn.
Một cái điều hay ở dòng âm ly này đó chính là gì ạ? Nó có cái hiệu ứng echo, reverb rất là tuyệt vời. Nó nghe nó có cái độ bay bổng, độ thanh thoát ở trong đó, đúng không ạ? Thông thường chúng ta nhắc đến âm ly là cái khả năng tái tạo echo reverb nó rất là yếu. Như vậy thì chúng ta cảm thấy nó không thích thú. Nhưng mà ở trên riêng cái mẫu BK này A88 thì phải khẳng định cô chú anh chị một điều, đó là tiếng echo reverb nó nghe rất tuyệt vời. Chúng ta trải nghiệm karaoke thì chúng ta chỉ cần đến mức độ như vậy là đã quá là hay rồi, đúng không ạ? Đó, ngoài ra thì nó còn rất nhiều các tính năng nhá. Và bên trên thì chúng ta sẽ có một bộ đầu thu, bộ micro không dây cũng của thương hiệu BK. Và có mã là BGU100. Dòng micro này phân khúc vừa phải, đúng không ạ? Giá tiền vừa phải, đâu đó chỉ khoảng tầm hơn 3 triệu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có được một cái giải âm thanh rất là tốt về phần bắt mic này. Nó bắt chuẩn, không có độ trễ, cũng như là cái tỷ lệ mèo tiếng nó rất là thấp, phải không ạ? Chính vì vậy mà cô chú anh chị chúng ta hát karaoke nó sẽ hạn chế được tình trạng mà chúng ta hay khó chịu này, rồi thì nó bị chói gắt, phải không nào? Đấy. Và ngoài ra thì nó cũng là sử dụng sóng UHF, sóng tần số cao. Do đó là chúng ta sẽ không bị tình trạng bị trùng sóng, nhiễu sóng. Và nó có thể khả năng khử được cái tạp âm rất là tốt, phải không nào? Rồi, bây giờ thì xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một vài những bản nhạc, cũng như là nghe Nhật Trường hát karaoke để xem cái dàn karaoke ngày hôm nay nó sẽ có thể phát huy được như thế nào. Xin mời cô chú anh chị. Bận lòng chỉ đưa, hỡi em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau, em sẽ quên mau. Chỉ có anh thôi, giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu say khờ, và anh đã biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em nụ hôn anh đã viết riêng tặng em, và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách em nữa, giờ thì anh chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình xa xôi, và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca kia đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, giờ thì anh chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu rồi. Bao giờ anh viết được phần thơ được mắt trong lên câu hò em hát thương chiếc trái buồn
bên nhau. Không nên chỉ quên tình nồng ấm, quá chân thật yêu dấu, nhưng ân tình thấu. Nơi trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng. Cô chú anh chị đã cùng Nhật Trường đi trải nghiệm qua về chất lượng âm thanh của bộ dàn ngày hôm nay. Thì Nhật Trường nhắc lại, bộ dàn ngày hôm nay có mức giá là 16.500.000. Tuy nhiên cái mức giá này nó chỉ áp dụng trong một thời gian có hạn thôi, đúng không ạ? Và số lượng của chúng ta không nhiều. Chúng ta áp dụng chương trình này, giảm giá này với mức giá hợp lý yêu thương như thế này chỉ từ ngày mùng 4 tháng 11, tức là tại ngày hôm nay, cái thời điểm Nhật Trường đang ghi hình, cho đến hết ngày 12 tháng 11, đúng không ạ, là chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình này. Bởi vì đây là cái chương trình khuyến mại chung dành cho toàn bộ các cơ sở của Bà Châu Lách, đúng không ạ, nhân dịp khai trương cơ sở mới ở tại Bình Dương. Và nếu như cô chú anh chị nào đang ở khu vực tỉnh Bình Dương cũng có thể tham quan và mua sắm ở trong cái cơ sở Bình Dương ở tại 386 Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để chúng ta cũng có thể sắm được những bộ dàn karaoke với chất lượng âm thanh hay nhất, giá tuyệt vời nhất, yêu thương, đúng không nào? Vậy thì nếu như cô chú anh chị nào quan tâm đến cấu hình bộ dàn ngày hôm nay thì đừng ngần ngại gì nhá, chúng ta cứ nhấc máy lên và gọi điện ngay cho em, đúng không ạ, qua số hotline đó chính là 0985 357 466, để được một cái mức giá tốt nhất, cũng như là chỉ có em mới có thể hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng của cô chú anh chị, để có thể tư vấn cho cô chú anh chị một cái cấu hình bộ dàn nó hợp lý nhất ngoài cái cấu hình ngày hôm nay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.